Làm clip ăn trứng rắn lộn, thanh niên khiến nhiều người nổi gai ốc vì lần đầu trông thấy. Mới đây, một thanh niên khiến cộng đồng mạng muốn vứt luôn cái điện thoại trên tay với món ăn mang tên trứng rắn lộn. Theo đó, khi tách vỏ ra, vỏ dày và dày, không cứng như trứng vịt, bên trong là thứ màu trắng đục, sau đó đem chấm với nước chấm. Đoạn clip đã khiến nhiều người xem lần đầu tiên phải nổi gai ốc. Cảm ơn bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Đừng quên like, đăng ký và theo dõi kênh Fit để cập nhật tin tức mỗi ngày nhé.